Tên H1H4 kia, bây giờ chỉ có một mình ta thôi. Bên ngươi thì tận 5 người, thêm con mèo nữa là 6. Mà ngươi như vậy là ỷ đông hay hiếp yếu à? Tao đâu có nào ỷ đông hiếp yếu đâu. Nãy giờ là chỉ có một mình thằng Hi Ha Nam Me là nó chơi với mày thôi đó. Vô cuộc, cái chuyện này là sao? Tại sao những người trong lại của tôi đã chết, nhưng lá bài của tôi nữa? Tại sao lại như vậy? Trời, đánh nhau như vậy thì không gọi là công bằng đâu. Hi Ha Nam Me là không công bằng sao? Được rồi, vậy thì ta sẽ cử đứa khác vậy. Hi Ha Cơ Lết, mày xuống tiếp chiều với nó đi. Ôi, thì có cần xóa bỏ cái bụng của nó không? Không cần đâu, cứ để im như vậy đi. Được, ta sẽ chiến đấu với ngươi. Để ta xem ngươi có thể chống chọi được cái kiến thần lực của ta không. Lên đi nào. Trời, mày nè. Cái tên này, anh kiếm của nó còn cả kiếm sắt gà lít hả? Khó chịu thiệt chứ. Mấy cái lá bài của ta, có lá bài thì ngươi đừng hòng nha. Ra đây, mày. Ta đã giết được hắn ta rồi. Bây giờ thì ngươi hãy mau xóa bỏ mấy cái chuyện này coi. Mày đã thật sự giết nó đâu? Nhìn lại đi kìa, nó vẫn còn đứng chơi chơi sau lưng mày kìa. Rõ ràng mình đã giết cái tên Glitch này rồi mà. Sao lại như vậy được? Tên quái quỷ này làm cách nào mà nó có thể thì kiếm của nó bây giờ tại sao phát sáng vậy? Tên này mạnh đi chứ. Mình không có những lá bài, không thể đánh bại được hắn ta. Suy nghĩ một cái cách gì đó thôi. Ngươi cũng giỏi đó. Được, vậy thì đừng chết tại sao. Bây giờ mới là thật sự chiến đấu nè. Ngươi cũng khá là hay đó. Đỡ được đòn đánh đó của ta. Ngươi cũng khá là giỏi. Ngươi đừng có nói nhiều nữa. Bây giờ thì con thì nhào vô đây đi. Ây da, ây da. Ý kiến của nó mạnh quá vậy. Mày nè. Ra đây. Au, nó mạnh quá. Được rồi, con mèo trên kia chính là thứ mà đã điều khiển ảo giác của mình rồi. Mình sẽ giết nó, coi như là sẽ thoát ra khỏi cái ác mộng này. Chắc chắn là như vậy rồi. Còn chân trời gì nữa hả Hi Ha Glitch? Hãy giết thằng Hi Ha đó đi. Nhanh lên. Hãy cha. Thằng đó ném cái kiếm về đây về có mục đích gì? Nó đã giết con mèo của tôi rồi. Giết con mèo của mày có chuyện gì? Thì nó đã thoát ra khỏi ác mộng của tôi đó. Tên này cũng giỏi đó chứ. Điều đó là đúng. Quay mọi người. Vậy là coi như tôi đã đúng rồi chứ gì. Giết con mèo đó là coi như tôi thoát ra khỏi ác mộng. Ngươi cũng giỏi đó Hi Ha. Được lắm. Vậy thì bây giờ Hi Ha thao hóa, mày xuống dưới cùng với lại thằng Hi Ha rồi đấy. Đánh nó đi. Thử nó cho tao. Cái gì? Bây giờ cả ba người hả? Chết rồi. Trời ơi. Bây giờ ba thằng kia bây giờ nó đánh với tôi nè. Hi Ha nhiều quá vậy. Ơi. Bây giờ sử dụng lá bài nè bây giờ. Được rồi, sử dụng lá bài Hi Ha Sa thì đó đây. Thôi cha. Chết rồi, lá bài San đó chính là lá bài mạnh nhất trong cái bộ bài của nó đó. Bây giờ có cách nào có thể cầm chân được nó để hết thời gian lá bài quay trở lại không ta? Lá bài đó nó mạnh lắm hay sao hả? Đúng rồi, lá bài đó vừa bất tử mà vừa mạnh nữa. Bây giờ chúng ta phải lảng tránh đi để đợi nó sử dụng hết lá bài thời gian đó thì chúng ta sẽ quay lại sao? Không ổn đâu. Ngươi có cách nào để có thể cầm chân được nó không hả? Hi Ha Nam Me. Có cách. Bây giờ ông hãy cho mấy thằng kia đi. Để tôi ra này nói vụ này cho. Sau đó tôi đi theo. Tụi mày rút tôi, nhanh lên. Rồi, tôi đi đây. Để họ nào khi nhận theo ạ. Còn ông đó đi luôn đi. Không có bốt. Ở đây tôi lo nhập, nhanh lên. Được rồi, bây giờ thì tấm đêm hãy xuất hiện những con quái vật đây. Tấn công cái những con người kia. Đội quân bóng đêm của ta hãy xuất hiện đi đây. Không biết rồi, giờ thì ta đi đây. Ủa
mình biết hình lá bài rồi. Nhưng mà mấy con cái vật gì vậy? Gì vậy? Trời ơi, sao nhiều vậy? Ghê quá. Đâu ra mà có nhiều mấy con quái vật này? Mọi người cẩn thận. Thôi tiếp tới kìa. Bọn chúng đâu rồi? Được rồi, sử dụng. Ôi, chiêu gì, chiêu này. Từ chiêu này nó làm cho tôi phá làng quá. Mọi người chạy đi, chạy đi, chạy đi. Mọi người chạy xa ra thì tôi mới sử dụng được con này. Ra đây, lũ kia. Hết rồi, tụi bay chạy đi nha, chạy xa ra để ta xử mấy con này cho. Ok. Ra đây. Chạy nhanh lên. Chạy ơi. Tụi mấy con quái vật đi quá. Bọn chúng chết hết rồi. Ôi, sức mạnh của lá bài này mạnh kinh khủng vậy luôn hả trời. Lá bài gì đâu, lá bài xa này sức mạnh kinh khủng dữ vậy trời. Mấy bạn có biết được lá bài này lá bài gì không? Sao nó mạnh dữ vậy? Nhưng mà bọn chúng đâu hết rồi? Bọn chúng chạy đâu hết tiêu rồi trời. Trời, bây giờ có lá bài này không chừng mình đánh bại được cả đám luôn á. Nhưng mà bây giờ bọn chúng trốn đi đâu hết rồi? Nhưng mà lá bài này xài sử dụng nó kiểu như là phá hoại quá mọi người ơi. Mình không có nên xài tí nào luôn á. Chỉ cần xài cái thôi là tôi thấy cái gì cột la ba giờ nổ này nổ kia tất cả tờ lưa hết luôn nè. Bây giờ bọn chúng đâu rồi? Tụi mày đâu rồi? Đây nè. Ủa, tụi hi ha kia đâu rồi? Có bộ giáp này mạnh lắm nè. Nhưng mà nó đi đâu tiêu hết rồi. Chạy nó rồi. Cái thằng gì đó. Sao rồi tôi nghe tụi nó bạn với nhau là bỏ chạy á. Vậy là nó biết được sức mạnh của lá bài này là nó bỏ chạy rồi. Để tránh rủi ro rồi. Vậy? Đây chính là một bộ giáp xanh lần trước tụi mình đi lấy đó. Giơ mi ơi, sao mà nó mạnh dữ vậy? Ơi, mạnh thiệt đó, nhưng mà nó phá hoại lắm. Để giữ lại cái bộ giáp này không? Cách nào không? Chúng ta chỉ cần hết thời gian là coi như là nó mất lá bài này rồi. Tụi nó khôn vậy trời. Trời ơi. Sao vậy? Bây giờ làm sao bây giờ? Chết tiệt chứ. Đó. Bây giờ không biết làm cách nào luôn nè. Bây giờ tụi nó trốn hết rồi, biết cách nào tìm tụi nó. Thầy chưa biết, cái này đang suy nghĩ đây nè. Nghĩ đi. Ê, làm gì có cách nào được. Khó này chứ. Ta nghĩ là không có còn cách nào nữa đâu. Thôi, bây giờ tụi bay không có sức mạnh gì đâu. Bây giờ lá bài mạnh nhất mà một tí thời gian nó hết một phát là bọn nó lại xuất hiện ra đánh nhau với tao nữa đó. Bây giờ tụi bay tranh thủ kiếm một chỗ khác trốn đi. Mọi người ơi. Để chuyện này tao lo cho. Mọi người, từ nào thấy an toàn thì hãy về. Được rồi, bây giờ mình sẽ thực sự đánh nhau với tụi nó hả trời. Tụi nó có tận 4 người, 5 người lận. Còn trong khi đó mình chỉ có mấy cái lá bài thôi. Mà lá bài xài được có chút xíu thời gian là nó mất tiêu rồi. Trời ơi, cái gì đâu mà khó khăn dữ vậy nè. Nhìn mấy cái tên này. Ôi, cái con quái quỷ gì đây, sao xuất hiện đông như thế này. Ôi, mình còn có thể bay được với lá bài này luôn á, mạnh thiệt. Ôi, quá trời luôn nè. Được rồi, vậy thì chỉ cần một chiêu này thôi là cái người chết rồi. Tên nào xuất hiện nữa? Tên gì mấy con này đang xuất hiện ra nữa nè. Nó đang cố gắng để có thể câu hết lá bài của mình thì phải. Ra đây. Ê, tức được chứ. Cái bọn này xuất hiện hoài à, khó chịu quá mọi người. Ra đây. Trời. Trời, bọn chúng trốn đi đâu rồi? Tức thiệt chứ. Chết rồi, bây giờ mình bị mất lá bài rồi. Bây giờ không biết sao nữa đây. Bọn chúng còn chưa xuất hiện nữa. Có nghĩa là bọn chúng chưa biết mình bị hết lá bài hả ta? Bọn chúng đang làm dở trò gì chứ? Thôi chết tiệt đó nữa. Bây giờ mình phải làm gì đây? Ủa, Dương Mi sao hoài lên đây vậy? Ê, ai có chuyện rồi. Thằng nghe quá kia nó xuất hiện kìa. Xong rồi, nó đang đuổi mọi người trong làng của mình á. Tụi kia luôn hả? Chạy tụt mạng luôn nè. Giờ sao đi ha? Ở cái gì kìa? Phải chạy qua bên đó cứu mọi người mới được. Lẹ. Trời, ông có sức mạnh rồi hả? Nhanh vậy. Hết rồi, lá bài của Hoàng Huy làm nó nhanh lắm. Nhanh lên. Được rồi, chắc lúc này là lúc để cần Hi Ha Luffy rồi. Được rồi, Hi Ha Luffy cho. Holy shit. Tôi quên mất Hi Ha mà xài ăn trái ác quỷ của Luffy thì làm sao ở dưới nước rồi. Trời ơi, hơi ngu xíu nhưng mà thôi. Được rồi, chạy đi cứu mọi người thôi nha. Lên giùm ơi. Tôi tin tưởng ông vậy luôn. Hi Ha, tôi không tin là ông làm tôi bất ngờ thiệt á. Đâu, cái chuyện gì đâu nè. Ông nhìn đi, ông đang dưới chân cái núi kìa ông Hi Ha. Tụi nó ở trên đó hả? Tụi nó đang bị thằng Hi Ha ép nhảy á. Trời ơi, đừng chạy cho tôi xuống mà. Đúng rồi, đừng rồi. Để suy nghĩ coi. Được rồi, Gomu, Gomu đó. Anh đủ, sao bự dữ vậy vậy?
như vậy thì mọi người lọt sẽ không bị gì rồi. Ôi tụi mày có sao không? Trời ơi mày. Không sao. Trời ơi bây giờ. Kiếm quá à. Đúng là không có ý. Để tôi xì ra lại. Đi xuống à. Bọn ngươi dám bắt bạn của ta hả? Đây là cuộc chiến của những hi ha. Thì đừng đụng với những người trong đại sinh đối của ta. Được lắm. Nếu ngươi nói như thế thì bọn ta cũng không muốn chơi xấu gì ngươi đâu. Tha cho bọn nó. Để nhắm tới 1000 người thôi. Sau khi giết ngươi xong thì giết tụi nó sau cũng được. Chị chơi nó đi đi ra kìa. Bây giờ bà dẫn mọi người chạy về. Chạy đi chỗ khác đi. Để tôi lo chuyện này cho. Được rồi, đi thôi mọi người. Được rồi. Còn bây giờ thì ta sẽ tính sổ với các ngươi. Gomu Gomuno Gatlin. Cho mày nè. Đỡ đây. Được rồi. Giờ thì chạy về lại thôi. Nơi này nguy hiểm quá. Cái tên chết tiệt đó. Tại sao nó có thể nhảy cao và bắn nhiều tay vậy? Dí theo đó cho tao. Được rồi. Bọn chúng bắt đầu dí theo mình rồi. Hay lẹ lên. Gomu Gomuno Gatlin. Cho cái tên chết tiệt này đuổi ai được chứ. Ê chứ nhanh lên bọn chúng dí đằng sau mình kìa. Gomu Gomuno Evacuate mày. Chạy đâu, nhanh lên. Ê chết rồi. Chạy lên. Nó hết lá bài kia rồi. Tụi mày giết nó cho bằng được con tao. Đi chết tiệt tiệt chứ. Lẹ lên. Được rồi, mình chỉ còn một lá bài cuối cùng rồi. Thôi không ổn rồi. Được rồi. Hi ha thao hoa. Cha. Mình biết anh hi ha thao hoa rồi. Chết rồi. Mình bị bao vây bởi cái tuổi này rồi. Bây giờ làm sao bây giờ? Chạy thôi. Trời ơi. Chơi mà chạy à hi ha. Đứng lại. Nhanh lên. Phải chạy nhanh ơi. Đứng lại cho tao. Giết nó cho bằng được. Nhanh lên. Ơi bọn này dí dài vậy chứ. Giết nó. Nhanh lên nào. Binh đạn nghi à. Nó đâu rồi. Không thấy nữa. Nó đang chạy con máy mà. Ủa gì chơi vậy? Chắc là nó quanh đây rồi. Tụi mày đi tìm đi. Nhanh lên. Bây giờ mình phải canh làm sao để có thể chạy được bây giờ. Này. Được. Bước vào. Thằng này là Nghi Phát kìa. Nghi Phát nè. Mày nó kìa. Hãy giết đi. Nó thằng đó hả? Giết nó đi. Ui, hai thằng ghi danh nhau. Mày mới là thằng Phát. Tại sao mày dụ tao mày? Nó là thằng Phát đó mọi người. Nó chỉ là hàng phát. Bây giờ chúng ta chỉ cần xử nó là xong. Bây giờ làm sao đây? Hai thằng y chang nhau. Dở tiệt thiệt chứ. Bây giờ hai thằng nó y chang nhau. Chỉ đứa nào cũng như nhau. Bây giờ biết thằng nào bây giờ? Thì là ta giết cả hai. Quay, bớt giỡn đi. Ta đã hợp tác với ngươi. Thì ngươi nên giết thằng kia trước. Không, giết thằng kia trước. Giết thằng kia đi. Bây giờ giết thêm ta nữa thì không còn đâu. Giết nó trước đi. Ta đã giúp ngươi biết bao nhiêu rồi. Giúp cuộc lên tên nào chứ. Ta có cách rồi. Bây giờ chỉ cần đứng ở đây đợi. Chừng nào có đứa nào mà nó hết cái thẻ bài là coi như nó xuất hiện liền chứ gì. Cứ đứng đợi đi tụi bay. Đứng đợi đi. Rồi mày sẽ bị biến thôi con. Mày là thằng giả đó. Mày mới là thằng giả đó. Một tí mày biến và mày chết với tụi tao. Đứng im. Có gì đâu mà phải xoắn đúng không? Đứng im chờ đây. Rồi bây giờ mình làm gì bây giờ? Mày chính là kẻ giết người. Một tí nữa thì mày sẽ chết thôi. Thằng hi ha thao hóa tào lao mía lao kìa. Mày là thằng phát. Chết đi. Ôi, nó mới là thằng phát đó. Vậy nào. Ôi, chạy lẹ. Bây giờ mình phải chạy thôi. Bây giờ không còn cách nào hết. Trời ơi. Chết rồi. Ủa, anh khổng gì đây? Sao mà to vậy nè? Lại có thêm một cái gì mới nữa hả? Tụi mày, bạn đã. Cánh cổng này lại một cánh cổng đa vũ trụ nữa. Phải, chuyện này quen lắm. Không ổn rồi. Bọn chúng lại chuẩn bị ra thêm giải tên IA nữa đó. Các người chuẩn bị tôi đợ rồi. Hình như đây chính là cánh cổng đa vũ trụ thì phải.
đúng rồi, mọi người đã xuất hiện. Ha hi ha, tôi đến đây để giúp ông một tay. Nghe bảo mấy thằng kia nó đã làm gì chúng ta đúng không? Đúng rồi, bọn chúng đã ăn hiếp tôi. Năm thằng nó mà đánh một mình tôi đây. Bây giờ thì coi đi, tất cả những hi ha của đa vũ trụ lần này để đến để gặp ngươi nè. H1, H4, hi ha Nightmare, hi ha Tha Hóa và hai đứa Glitch kia. Mọi người phải chuẩn bị cho ngày hôm nay, chúng ta phải quyết chiến bằng bọn chúng cho bằng được. Được rồi, chiến thôi. Đi học chưa đánh nhau bao giờ ngứa tay quá ta. Ta sẽ cho người ăn phi tiêu của ta. Đối với San thì ta chưa ngán ai đâu. Ta sẽ cho người thấy sức mạnh rồng của ta. Dám đánh nhau với lại vua pha ông đúng là một tội ác đó. Đánh nhau với lại hoàng tử hổ cũng là tội ác luôn nha. Được rồi, chuẩn bị chiến thôi nào anh em. Tiến lên. Thank you.
phải chạy lẹ đi. Chúng ta ở lại đây là sẽ bị tối đời đó. Đợi có một ngày chúng ta sẽ quay trở lại một lần nữa. Ôi, cuối cùng tụi mình cũng đã đánh thành công những cái hi ha độc ác kia rồi. Cảm ơn mọi người đã đến giúp tôi ngày hôm nay nha. Hi ha hổ, rồi hi ha van heo, hi ha Luffy, rồi có hi ha rồng Ender nữa, có cả hi ha Enderman luôn. Trời ơi, có cả Pharaon nữa. Ồ, có San nè, hi ha San Separate gì San nữa. Cảm ơn nhiều mọi người nha. Thôi, thế giới của tôi cũng đã yên tĩnh lại rồi. Cảm ơn mọi người, tạm biệt. À, được rồi, đến lúc tụi tôi cũng phải đi về rồi. Thôi, hẹn gặp lại hi ha sau nha. Cần gì thì tụi tôi sẽ đến giúp. Tôi cũng vậy, bye bye nha nha. Cuối cùng cũng xong hết rồi. Cuối cùng cũng xong hết rồi. Ơi, sao rồi? Trời ơi, tụi tao cũng xong hết rồi, xong hết rồi, xong hết rồi. Trời ơi, trời ơi. Một mình tao đánh hết luôn. Trời ơi. Một mình đi nha, để đánh hết luôn. Thì ha, chỉ cần đi ha thôi là đủ. Ok. Wow, đỉnh lắm, đỉnh lắm. Trời ơi, dữ thiệt đó. Nhưng mà một mình không đánh được hết mấy thằng bự vậy cũng được. Đúng đúng, trời đánh mệt quá, anh em có tổ chức gì ăn đãi ăn đi chứ. Cú vừa cú cái đàn sinh tố xong rồi. Chị tụi mình đãi tiệc đi. Đúng rồi đó. Đánh tiệc đi. Cái vô này nè. Ok. Chị đi đâu này đánh đây thôi. Còn bây giờ thì bye bye.